Hi, welcome back to my channel Start Strike Go. Các bạn cùng mình khám phá từ kênh đầu tiên nào. Granny 1. One day, let's go. Sokreva mi sečen sandega dva. Let's go. Let's go. Granny okay. Let's go. Oh my gosh. I'm bị đơ, cho nên là khi vào đến một điểm gì đó sẽ bị lag. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ 6. Let's go. Slendrina, je suis là-dessus. Xung quanh và tìm kiếm tất cả là 8 quyển sách. Khi đó thì các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu và thoát khỏi nơi này, thoát khỏi sự bám đuổi của Slendrina, bà Granny và một đứa yêu quái ông bà này luôn. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng. Vào tựa game này thì các bạn sẽ phải coi nhà, coi căn phòng này. Ở trong căn phòng này thì có 3 cánh cửa. Đó, 1, 2, 3. Và đây là một chiếc giường ngủ. Và đây các bạn sẽ phải coi con gấu làm sao để tránh cho con gấu nó sẽ vào trong chiếc giường ngủ các bạn. Và khi nó vào nhiều, lúc đó các bạn sẽ bị nó cắn ngay. Thì các bạn sẽ phải ấn nhanh trong 3 căn phòng này, đóng cửa và bật đèn flash lên. Và cứ như thế các bạn sẽ coi 3 cánh cửa này làm sao càng nhanh càng tốt để tránh những con gấu nó sẽ vào trong căn phòng các bạn. Và nếu vào trong thì nó sẽ ngồi trên con gấu bông của các bạn. Và khi đủ tầm 3 con gấu thì nó sẽ lao vào nó và các bạn sẽ bị nó tiêu diệt ngay. Cho nên các bạn phải coi 3 cánh cửa thật là hoàn hảo và hoàn chỉnh. Và thỉnh thoảng sẽ kiểm tra phòng ngủ xem như thế nào. Đó, cứ như thế. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.